Xin chào tất cả mọi người, và bây giờ sẽ đến một cái mẫu chân váy ngắn. Thường thì mọi người hay nói là Mega Fashion hay bán những cái chân váy dài thôi, nhưng mà Mega Fashion này luôn phục vụ rất là nhiều những cái nhu cầu của chị em. Và Phương được biết thì ở dạo này thì chân váy ngắn là Mega Fashion cũng rất là hot. Và đây là một mẫu chân váy ngắn mà Phương nghĩ rằng là thời gian tới sẽ làm siêu lòng rất nhiều các chị em mua hàng tại Mega Fashion đấy. Bởi vì là mẫu này á, nó là một cái mẫu mà dạng xếp ly nhưng mà không phải xếp ly kiểu xòe. Nếu mà xếp ly kiểu xòe hẳn ấy thì nó sẽ hơi bị trẻ quá so với lứa tuổi các chị đang đi làm, đúng không? Nhưng mẫu này ấy, nó lại thiết kế rất tinh tế bởi vì nó có phần bụng này. Sau đó là mới đến phần xòe. Phần bụng này thì sẽ giúp chúng ta chiết được cái phần eo và phần bụng, nhìn sẽ nhỏ gọn hơn rất là nhiều này. Đấy, phần xòe thì cũng rất là xinh xắn và nó dài vừa đủ, nó ngắn vừa đủ, nó không bị kiểu ngắn quá khiến cho mọi người sợ mặc bị lộ. Và đặc biệt là ở bên trong thì có một cái lớp may một lớp quần. Đây cho mọi người xem nhá. Em này thì có cả màu đen này, mọi người nhìn này. Ở bên trong nó có một lớp quần như này. Đấy, sẽ thay cho quần váy luôn, nên kể cả các chị em mà có ngồi ở xe máy hay như thế nào thì cũng không mà sợ lộ, bởi vì là ở bên trong nó có một lớp quần như này rồi. Đấy, một lớp quần đảm bảo cho mọi người luôn là không bao giờ lộ. Em này thì rất là sang chảnh. Đấy, chúng ta có thể kết hợp với áo sơ mi như Phương đang mặc này. Áo sơ mi như Phương đang mặc thì nhìn nó rất là sang chảnh, đúng không? Còn có phong cách mặc khác, ví dụ như chúng ta có thể phối với áo phông này, hoặc là áo kiểu áo giả váy. Cái áo giả váy nó sẽ dài tầm đến đây thì nó hở một chút cái chân váy ra vẫn rất là xinh. Đó. Có thể phối với giày thể thao hoặc giày cao gót, hoặc đi với bốt cũng được. Bốt có thể là bốt qua đầu gối hoặc là bốt thấp cũng vẫn rất là xinh. Nói chung là chân váy ngắn thì rất là dễ phối. Em này thì cũng có đủ size cho mọi người lựa chọn luôn, có cả S, có cả M, có L. Như Phương thì Phương đang mặc size S và nặng 48kg. Thường là chân váy thì mọi người sẽ lựa chọn theo cái vòng 2, nên là mọi người cứ inbox cho fanpage để được tư vấn nhá. Em này thì có 3 màu luôn. Màu Phương đang mặc là một cái màu mà gọi là bán cháy hàng tại Mega Fashion, nên là Phương quyết định mặc em này để mọi người nhìn rõ nhá. Bởi vì cái màu sắc này ấy là một cái màu rất là lạ, nó không phải là một cái màu quá phổ biến, nên khi các chị em mặc thì sẽ ít bị đụng hàng hơn là mặc những cái màu sắc khác. Ngoài ra thì có hai cái màu khá là basic chị em lựa chọn, ví dụ như là màu đen. Màu đen thì chân váy đen là một cái chân váy mà tủ quần áo của chị em nào cũng có rồi, đúng không? Thì Phương không phải nói nhiều về màu đen nữa. Ngoài ra còn có màu đỏ. Màu đỏ này thì là màu đỏ đô, nó không phải là màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi thì hơi buồn cười, nhưng màu đỏ đô á thì nó sẽ rất là nhã nhặn. Mặc màu đỏ đô chúng ta cũng có thể phối với áo sơ mi trắng như thế này, mọi người nhìn nó cũng rất là hợp này. Hoặc là phối với sơ mi đen, hoặc phối với áo phông đen, áo phông trắng cũng rất là hợp. Đấy. Màu đỏ này thì chúng ta có thể mặc kết hợp trong những cái dịp đặc biệt luôn. Bởi vì thường những cái màu sắc tươi sáng là những cái màu sắc chúng ta hay lựa chọn để mặc vào party rồi mặc đám cưới, đúng không? Đó, ba màu rất là xinh, tùy theo cái sở thích của mọi người nhé. Dáng đằng sau cũng rất là xinh này, tôn vòng ba cực kỳ luôn. Phần xếp ly làm cực kỳ tinh tế đó, mọi người nhìn rõ không? Phần xếp ly làm cực kỳ tinh tế và đều nhau.